Thank you.
Thank you.
gì hết tác dụng nha em nhá. Con vợ này không có số à? Có thể mà. Mời quý vị và các bạn quay trở lại với sân bóng Tuấn Phong trong buổi chiều hôm nay. Sẽ là trận đối đầu giữa FC Kinh gặp FC Nam Cường trong khuôn khổ vòng thứ 3 giải bóng đá VMTV Summer Cup 2023. Và trọng tài đang cho làm những thủ tục cuối cùng để bước vào trận đấu. Trong trận thi đấu này thì cả hai đội đều mang cho mình làm sắc áo đỏ. Chính vì vậy mà các cầu thủ bên phía của Nam Cường sẽ là đội mặc áo bít màu xanh. Tiếng còi trọng tài đã vang lên, hiệp thi đấu đầu tiên bắt đầu. Bảo vệ khung thành bên phía tay phải mảnh nhỏ quý vị và bạn là những cầu thủ đến từ FC Kinh. Ra sân với trang phục áo đỏ quần đỏ. Gồm các cầu thủ như sau. Số 17 Anh Tú, số 20 Tuấn Phòng, số 27 Thanh Đạt, số 33 Minh Chiến, số 34 Đức Duy, Văn Hùng và Đức Khôi. Sẽ là hai cầu thủ cuối cùng trong sơ đồ đội hình của The King. Còn ngược lại bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình nhỏ quý vị và các bạn là những cầu thủ đến từ FC Nam Cửa. Ra sân với trang phục quần đỏ và áo bít màu xanh. Gồm các cầu thủ như sau. Số 2 Đức Hậu, số 12 Văn Duy, số 15 Trọng Giáp, số 21 Đinh Điểu, số 68 Hoài Nam, số 79 Quốc Trung, số 89 Ngọc Đăng. Và đây sẽ là trận đấu mang tính sinh tử đến từ cả hai đội. Một mất một còn. Vẫn là những nhịp bàn bật cơ bản đến từ cầu thủ phía FC Kinh. Cái phía của FC Kinh đang đá với một lối đá pressing tầm cao và áp sát rất nhanh từ phía sân nhà của đối phương. Cản phá là dính đến thủ môn bên phía của FC Kinh. Hôm nay không có số áo. Số bao nhiêu rồi? Có bóng tốt. Bóng vẫn đang thuộc về chân cao cầu thủ bên phía của Nam Cửa. Nhưng lần này thì lại thuộc về của FC Kinh. Sẽ là một đợt triển khai tấn công mới dành cho cầu thủ về phía FC Kinh. Không có lỗi để đồng Văn Hùng. Một động tác giả đánh lừa cầu thủ bên phía Nam Cường. Đã có một lỗi vào sau. Tập trung vào.
sẽ là một quả đá phạt dành cho cầu thủ bên phía của FC King. Người thực hiện có lẽ là Phạm Thanh Đạt, cầu thủ màu số 27. Dứt điểm từ xa. Bóng vẫn đang thuộc về chân của cầu thủ bên phía của Nam Cường. Rất nguy hiểm. Một tình huống để mất bóng cực kỳ nguy hiểm đến từ cầu thủ phòng ngự bên phía của FC Nam Cường. Tài xác định sẽ là một quả đá phạt góc dành cho FC King. Nhả nhẹ quả bóng. Tấn công rất nhanh đến từ FC Nam Cường. 2-1. Rất nguy hiểm. Đã có sự về bóng lót đến từ cầu thủ áo số 20 Tuấn Phong. Và đem lại cho FC Nam Cường một quả phạt góc. Qua người khá khéo, đưa bóng là hợp lý. Nhưng rất nhanh thì các cầu thủ bên phía FC Nam Cường lùi về rất sâu để phòng ngự. Tuấn Phong được chuyền cho Văn Thức. Vẫn là Tuấn Phong, đây là Thanh Đạt. Rất nguy hiểm. Sang A Hùng Thành đã từ chối bàn thắng vừa rồi. Ta thấy được cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến từ cầu thủ bên phía FC King. Thiếu một chút nữa thôi thì cầu thủ bên phía FC King sẽ có một bàn thắng đầu tiên. Chợp thời cơ rất nhanh, nhưng với góc sút vừa rồi là không thực sự thuận lợi. Quá hẹp để tung ra một cú sút. Dứt điểm. Đó là những sự tỉnh táo đến từ cầu thủ thủ môn áo số 34 Đức Duy.
Dọc biên. Qua người khá khéo. Bóng vẫn đang thuộc về cầu thủ bên phía của MC Kỳ, nhưng nằm gọn trong tay cầu thủ môn bên phía của FC Nam Cửa. Đã có lỗi. Không thể qua được cầu thủ phòng ngự bên phía của FC Nam Cửa. Đấy rồi, coi không được. Một chút thiếu tinh táo, đây sẽ là coi. Trọng tài cứ thổi, bóng vẫn trong sân. Coi dành cho cầu thủ bên phía FC Nam Cửa. Anh ơi, số bao nhiêu vậy ạ? Và người vừa ghi bàn là cầu thủ mang số 68, Đoàn Hoài Nam. Sau những một chút nhập nhằng thì bóng lại đến chân của Hoài Nam. Và không có một sai lầm nào cả. Bàn thắng sớm đã đến với cầu thủ bên phía FC Nam Cửa. Đây thực sự là thử thách đối với cầu thủ bên phía em Sơn Kỳ. Chặn rất nhanh đến từ đầu Văn Hùng. Vẫn còn. Cả công dành cho cầu thủ bên phía em Sikki. Lấy bóng rất nhanh, nhưng mà được đưa bóng thì hơi thiếu trách nhiệm. Bóng lại thuộc về cầu thủ bên phía FC Nam Cửa. Đi bóng vào trong, đường chuyền là hợp lý. Đó là sự tỉnh táo đến từ thủ môn Đức Duy. Đấy rồi, coi vào và đang có bàn thắng quân bình tỷ số đến từ cầu thủ bên phía FC Kỳ. Cầu thủ vừa đưa trận đấu này trở về vạch xuất phát là cầu thủ áo số 17, Nguyễn Công Anh Tú. Ngay những phút thi đấu đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất thì đã có hai bàn thắng được ghi và chia đều cho cả hai đội. Hứa hẹn những phút thi đấu tiếp theo sẽ là những phút thi đấu cực kỳ rực lửa. Đó vào lên trên. Quá cao so với đàn bật nhảy của cầu thủ bên phía của FC Nam Cửa.
sẽ là những nhịp lên bóng đến từ cao thủ áo xanh. Bóng được hướng sang bên phía hành lang cánh trái. Bóng vẫn trong sân. Nỗ lực sút bóng từ xa vừa rồi là của cầu thủ áo số 79 Quốc Trung. Dứt điểm. Và ra chân là khá nhanh. Tiếp tục. Không có lỗi. Được hậu. Văn Duy. Tiếp tục là Đức hậu. Cú phất bóng lên trên. Quá khó. Mới là phút thi đấu đã trôi qua. Và tỷ số vẫn đang là 1-0. Đức Duy. Đang có lỗi. Sẽ là một tình huống mà các cầu thủ bên phía FC King được hưởng quả đá phạt. Đứng trước bóng đang là cầu thủ áo số 27 Thành Đạt. Đường chuyền đã bị ngăn chặn. Đường chuyền là hợp lý. Thả bóng xuống đáy biển. Đã có một chút sự rườm rà. Minh Thạch. Quyết định qua người nhưng không thành công. Dứt điểm. Pha ra chân vừa rồi là của cầu thủ áo số 7 Văn Thức. Đây là một trận đấu mang tính một mất một còn. Tiếp tục lại thế, lại thế. Trọng tài xác định sẽ là một tình huống phạt góc dành cho cầu thủ bên phía FC Nam Cường. Trong vòng loại thứ hai thì FC Nam Cường đã thực sự khó khăn khi đối đầu với lại Bất Động Sản An Tâm và để thua với một tỷ số rất đậm, đó là 7-1. Đang mải đọc em chặt số 7 à. Đấy, theo sát số 7 vào là họ bị khóa. Hiện tại thì trong bảng thì FC Nam Cường đang đứng ở vị trí cuối cùng với 1 điểm.
có một trận hòa và hai trận thua. Mọi người rất khéo, điều chuyển là hợp lý, đi bóng vào trong, dứt điểm thì lại ra ngoài, hơi đáng tiếc một chút. Trong tình huống đấy nếu sửa nhanh hơn một chút thì có lẽ bàn thắng sẽ đến với cầu thủ bên phía FC Kinh. Gôn chơi đi nào, gôn chơi đi nào. Chờ bóng nó tốt, quyết định qua cửa không thành công. Bóng vẫn trong sân, sẽ là một đường chuyền về. Hơi với rồi, phản công, phản công dành cho cầu thủ bên phía FC Nam Cường. Đường chuyền nhanh, anh ơi đưa thẻ cho em luôn nhá anh ơi. Hoài Nam đừng có thả xuống đáy biển thì không thành công. Chưa anh ơi, Minh Thành rất nghệ sĩ đến từ Minh Thành. Áp sát rất nhanh. Đường hậu, nhiệt độ trận đấu đang dần trùng xuống. Một đợt lên bóng đến từ cầu thủ bên phía FC Kinh, đường chuyền rất hay, cơ hội sửa không được và sẽ là phản công dành cho cầu thủ bên phía FC Nam Cường, nhưng đó là một đường chuyền sửa lưng nhưng vẫn thành công, chuyền cho một người khác. Đường dưới đáy biển dứt điểm ngay nhưng vẫn chưa thể đánh bại được thủ môn bên phía của FC Kinh. Cái pha dứt điểm vừa rồi là quá hiền. Trọng tài xác định là một quả phạt góc dành cho cầu thủ bên phía FC Nam Cường. Đường cong vào vừa rồi là quá hiền. Rất bất ngờ, một cú sút từ sân nhà đến từ cầu thủ áo số 79 của FC Nam Cường là Quốc Trùng, với một đường đi cực kỳ nguy hiểm, bóng đi xẹt cuộn tà tà mặt đất. Bàn thắng thứ hai đã đến với cầu thủ bên phía FC Nam Cường. Một lần nữa thì các cầu thủ áo xanh đã vươn lên dẫn trước. Và bên phía của FC Kinh đã có sự thay đổi người. Cầu thủ vào sân là cầu thủ báo số 10 Viễn Hoàng, và người vừa nhường chỗ là cầu thủ báo số 7 Văn Thức. Đôi khi những cú sút có ý đồ và cũng là cầu may, nhưng mà là may thật. Không có lỗi. Bây giờ thì tinh thần của cầu thủ FC Nam Cường lên rất cao, tiếp tục là một cú đóng nữa. Nhưng lần này thì bóng lại về chân cầu thủ bên phía FC Kinh. Đừng quá vội vàng đến từ cầu thủ báo số 27 Thanh Đạt. Pha ra chân vừa rồi là pha ra chân bằng chân trái. Bóng đi hết đường biên ngang. Đơn giản sẽ là một tình huống phát bóng lên đến từ thủ môn. Đây
của đội với một cự ly để đá phạt như này là quá hoàn hảo. Một góc sút là rộng để thực hiện những tình huống sút gầy. Anh đăng ký cũng như để thực hiện một tình huống môi bóng. Đứng trước bóng đang là Minh Thạch, có vẻ như đã thay đổi. Đứng trước bóng sẽ là Thành Đạt. Sút gầy nhưng chưa thể đánh bại được thủ môn Đức Hội. Chưa đánh bại được thủ môn Đức Hậu. Và tiếp tục sẽ là một tình huống đá phạt dành cho thủ vệ phía FC Kỉnh. Đây là Thành Đạt. Được truyền sang bên phía hành lang cánh phải. Và vừa rồi là tình huống đá chui cuối cùng ở thi đấu đầu tiên. Mời quý vị và các bạn nghỉ giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại VF2. Thank you.
Mời quý vị và các bạn quay trở lại với bài cuộc đối đầu giữa FC Nam Cường gặp FC Kinh trong khổ vòng 3 giải bóng đá VFTV Summer Cup 2023. Trong hiệp thi đấu thứ nhất thì các cầu thủ bên phía của FC Nam Cường đang dẫn trước với tỷ số là 2-1. Với một hiệp thi đấu rượt đuổi về mặt tỷ số rất căng thẳng, khi mà các cầu thủ bên phía của FC Nam Cường đã vươn lên dẫn trước 1-0 thì ngay sau đó bên phía của FC Kinh đã quân bằng tỷ số, và một lần nữa thì bên phía FC Nam Cường đã lại một lần nữa vượt lên. Và liệu rằng trong hiệp thi đấu thứ hai này thì các cầu thủ bên phía FC Kinh sẽ có những chiến thuật như thế nào? Hiện tại thì bảo vệ khung thành bên phía tay phải sẽ là các cầu thủ bên phía FC Nam Cường, còn ngược lại là cầu thủ bên phía FC Kinh. Đây sẽ là một quả phạt góc dành cho FC Kinh. Được vào trong. Anh ơi, đã có sự tỉnh táo đến từ cầu thủ phòng ngự bên phía của FC Nam Cường. Đồng Văn Hùng, Minh Thạch, Lê Thành Đạt, đã có lỗi. Tập trung mà có bóng, tập trung mà có bóng. Tập trung mà có bóng. Đội cho bóng nó được hủy. Không thể dứt điểm chân trái. Vẫn rất nỗ lực.
sẽ có một chiếc thẻ vàng. Chiếc thẻ vàng được rút ra cho cầu thủ áo số 21. Tập trung vào. Lại là một quả đá phạt nữa dành cho cầu thủ bên phía FC Kỳ. Đó là một đường bồi bóng cho Thành Đạt. Bóng đi sệt, khá nguy hiểm nhưng vẫn chưa có độ cẳng. Hỗ trợ bóng là tốt. Quá hẹp để thực hiện một tình huống cắt ngang vào trong. Nhưng bù lại đem lại cho FC Nam Cường một quả phạt góc. Giao bóng vào trong. Sẽ là một đợt phản công dành cho cầu thủ bên phía FC Kỳ. Dứt điểm từ xa. Nhưng còn đó vẫn là sự tỉnh táo đến từ cầu thủ phòng ngự bên phía của Nam Cường. Dứt điểm. Cũng chỉ làm nền cho tình huống bay người của Đức Hậu mà thôi. Cắt ngang. Quyết định phá bóng an toàn. Thành Đạt.
Đi chơi đi, chơi đi, cố thắng đi, nhiệt tình đi. Xuân Đại không chế là tốt, sau đó thì là một đường truyền không ổn, bóng vẫn đang chết rất nhiều. Bóng tốt, không có gì khó khăn đối với thủ môn Mèo số 3 Tự Đức Duy cả. Rất lãng phí. Đầu bóng lên trên. Vẫn còn, không có lỗi. Sẽ là một đợt phản công mới dành cho cầu thủ bên phía FC Nam Cường. Đường lên bóng này là của cầu thủ áo số 12. Một đường chuyền khá khéo nhưng đã bị bắt bài bởi cầu thủ áo số 17. Bóng vẫn trong sân. Không có lỗi. Cú lắc người. Đến bây giờ mới là có lỗi. Và chiếc thẻ vàng này đã được rút ra. Nếu như tôi không nhầm thì chiếc thẻ vàng này dành cho cầu thủ áo số 15, người đang đeo bằng đội trưởng của FC Nam Cường. Đáy đầu của bậc rất cao. Mọi nỗ lực nhưng vẫn chưa thể thành bàn. Sẽ là một đợt triển khai tấn công dành cho cầu thủ bên phía FCK. Đi bóng rất nhanh. Anh thay số 2. Anh số 2 ạ. Nhưng mà áo anh áo đỏ ấy, nên là trùng anh bằng áo 22 nhé. Vâng, thay số 2 rồi anh. Số 2 23 vào. Số 9. Trọng tài ơi. Người ơi, người. Anh ơi, thay người. Hậu ơi. Không ngờ thay đằng đi. Anh ơi, thay số mấy? Số 9, làm gì có số 9? 89. À, ok. Bên phía FC Nam Cường đã có sự thay đổi người. Phùng Đức Hậu, thủ môn của FC Nam Cường rời sân để nhường chỗ cho Đoàn Ngọc Đồng. Sẽ là sự thay thế về mặt thủ môn. Thôi bình tĩnh thôi.
đấu cuối cùng cho cơ hội đến từ cả hai đội. Duy chạy lên, Duy chạy ơi, Duy chạy. Đối với Cao đánh đầu vẫn không vào và hết giờ. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong trận đấu tiếp theo.